바나나는 원래 하얗다. Hello mọi người, lại là mình cô nàng cửa hàng tiện lợi đây. Cảnh báo bạn nào đang đói là phải lướt đi ngay chứ không là không chịu nổi đâu đấy. Lâu lắm rồi mới có một ngày ăn đêm đúng kiểu 12 giờ đêm vào cửa hàng tiện lợi luôn ý. Cơm chiên sốt tương đen, chả cá nhân tôm và hộp sữa banana này nữa. Một hộp cơm theo phong cách Trung Hoa. Bên trong thì có cơm trắng, hai gói sốt và không thể thiếu bát thìa được rồi. Gói màu xanh này thì là gói sốt gia vị cơm chiên rau. Bạn nào mà thích ăn cơm chiên thôi thì có thể mix cơm với gói này là được. Ngoài ra có thêm gói sốt tương đen, cái này mà mix với cả mì nữa thì thành mì tương đen á. Nó rất chi là nhanh chóng tiện lợi, chúng ta đã có một bữa tối ổn áp rồi. Cơm chiên rau này mình thấy có cả nấm, hành tây và cà rốt nữa. Cơm thì không có vị mặn quá và đặc biệt là không có vị lợ lợ của sốt tương đen đâu nha. Lúc đầu mình tính ăn chả cá chung với cơm để làm món mặn, mà nó chẳng mặn gì cả. Vị vừa ăn cái phần chả cá thì chắc nịch, thơm, béo. Lúc đầu mình cứ tưởng ở giữa kia là con tôm thật, nhưng mà không phải, giả dối, chỉ làm theo vị tôm thôi. Ăn no nê rồi thì mình sẽ tráng miệng bằng một hộp sữa chuối, banana. Từ xưa đến giờ là mình cứ bị thao túng tâm lý, những món có vị chuối là auto màu vàng. Hộp này đã nhắc cho mình tỉnh, đúng ra là màu trắng nha.